Xin kính chào quý vị và các bạn. Anh Vinh đi công tác chưa về này. Bà Yô đi du lịch rồi, bỏ lại mỗi bọn mình ở nhà. Và rất may mắn là hôm nay mình sẽ được trên tay với các bạn chiếc Galaxy S8 Active. Và cái hộp của S8 Active cũng đóng rất là đẹp và nó khác biệt so với cả Galaxy S8. Thì phiên bản này thì mình đang có thì nó là của nhà mạng AT&T. Và nếu các bạn quan tâm đến giá bán của chiếc Galaxy S8 Active thì có thể truy cập ở link bên dưới của XT Mobile. Hiện tại thì mức giá của nó rơi vào khoảng 17 triệu đồng cho một thiết kế hầm hố. Và cái cách đóng hộp của nó cũng khác biệt. Và đây là chiếc Galaxy S8 Active của mình. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của riêng nhà mạng AT&T, được làm rất là đẹp. Bên trong thì chúng ta sẽ có cục sạc này là dạng hai chân dẹt. Bên trong thì vẫn sẽ có cáp kết nối USB Type-C, chúng ta có que lọc SIM. Sẽ có hai cái adapter, một adapter chuyển từ micro USB sang USB Type-C. Chúng ta sẽ có một cái adapter là USB-C sang cổng USB-A bình thường. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Galaxy S8 Active. Thì phiên bản này có một thiết kế rất là hầm hố và quen thuộc. Nếu các bạn đã quen với Galaxy S6 hay là S7 Active rồi thì sẽ thấy thiết kế này nó rất là vuông vức, mạnh mẽ và nam tính. Và với cái thiết kế như vậy thì nó cũng đảm bảo cho người dùng là nó theo tiêu chuẩn quân đội. Ngoài khả năng kháng bụi và kháng nước như trên Galaxy S8 hay S8 Plus. Và nó có thể đảm bảo chống sốc cũng như là chống rơi ở khoảng độ cao khoảng 1,5m, các bạn có thể yên tâm được. Ở mặt lưng này thì được hoàn thiện từ nhựa sần, nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Cũng như là bạn nào mà tay ướt, tay có ra mồ hôi hay là hoạt động ở trong môi trường nó hơi ẩm ướt một chút thì vẫn sẽ bám tay rất là chắc chắn. Ngoài ra thì có một điểm khác biệt nữa, đó là màn hình của nó sẽ không được làm cong và không được làm vô cực như trên Galaxy S8 hay S8 Plus. Nó không ấn tượng bằng tại vì cái hai cạnh bên này được làm phẳng hoàn toàn và cái viền hai bên nó cũng trông khá dày so với chiếc Galaxy S8 mặc dù có chung kích thước là 5,8 inch, độ phân giải là Quad HD Plus với tỷ lệ là 18:5:9. Nó không có gì khác biệt những cái trải nghiệm ở trên Galaxy S8 như thế nào thì lên Galaxy S8 Active nó hoàn toàn đầy đủ như vậy. Và một điểm khác biệt nữa ở trên Galaxy S8 Active mà có lẽ nhiều bạn sẽ thích, đó là chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ các tính năng cả về vân tay này. Nó vẫn sẽ có camera với độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f1.7, rồi OIS cũng như là dual pixel cho nó lấy nét rất là nhanh. Cả biến đo nhịp tim nó vẫn sẽ có đầy đủ ở trên phiên bản này. Và viên pin 4000 mAh, so với Galaxy S8 chỉ có viên pin là 3000 mAh mà thôi, nó lớn hơn tận 1000 mAh cơ mà, đảm bảo sẽ cho thời gian sử dụng là rất tốt. Và nếu bạn cần một chiếc điện thoại mà kiểu màn hình nhỏ gọn vừa phải thôi và một thiết kế hầm hố bền bỉ đem đi phượt, đem đi du lịch và viên pin trâu thì Galaxy S8 Active chính là chiếc điện thoại mà các bạn đang tìm kiếm. Quay trở lại một chút về thiết kế thì ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ tìm thấy phím tăng giảm âm lượng và phím khởi động nhanh Bixby. Ở phía bên cạnh phải sẽ là phím nguồn. Ở trên thì chúng ta sẽ có khay cắm SIM. Galaxy S8 Active thì sẽ chỉ hỗ trợ một SIM duy nhất và một khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Và ở phía bên dưới chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ các cổng kết nối từ loa ngoài, micro, cổng USB Type-C và cũng như là jack cắm tai nghe 3,5mm. Về phần mềm thì về cơ bản nó không khác biệt so với Galaxy S8. Với phiên bản AT&T này thì nó là sản phẩm mới 100% full box. Và bên trong này nó sẽ có một vài phần mềm của AT&T. Chúng ta sẽ có 5 phần mềm ở đây. Về cấu hình thì sản phẩm này đang sử dụng con chip là Snapdragon 835 đi kèm với 4GB RAM và Android là 7.0. Đấy, ngoài ra thì nó cũng không có gì khác biệt so với Galaxy S8 cả. Vẫn màn hình đem lại trải nghiệm khá là tốt, mặc dù nó không được mỏng và sexy như Galaxy S8 hay S8 Plus. Và với mức giá rơi vào khoảng cỡ 17 triệu thì bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Liệu sẽ sở hữu Galaxy S8 Active hay là sẽ lựa chọn Galaxy S8 với thiết kế đẹp, sexy hơn? Và đừng quên truy cập vào website của XT Mobile để tham khảo giá bán chi tiết của chiếc Galaxy S8 Active hay là Galaxy S8 cũng như là S8 Plus. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.